Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của kênh YouTube Quick Audio. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 12 của bộ truyện Cô vợ sung hỉ của Trầm Tổng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Độc tương tư. Hạ Diệp Trầm chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Dung Nguyệt Thiên Lan bổ sung thêm. Đây là một loại độc rất độc địa của nhỏ tạ. Thứ thuốc độc này ở trên người phụ nữ thì vô hại, nhưng nếu như chuyển sang người đàn ông sẽ khiến người đó hao mòn mà chết trong vòng một năm. Dung Nguyệt Thiên Lan không nói thì thôi, càng nói càng đẩy Hạ Diệp Trầm vào sâu trong tuyệt vọng. Ngay cả Diệp Vấn không biết gì cũng biết bố mình gặp nguy hiểm, khóc đỏ mắt lên. Vấn lại sắp không có bố nữa sao? Không được nói bậy. Cả Hạ Diệp Trầm lẫn Diệp Ngạn Trần đều đồng thanh nói. Cô lắc đầu. Tôi không tin trên đời này có thứ thuốc độc không có thuốc giải. Tìm đủ mọi cách, nhất định tôi sẽ phải cứu anh ấy trở về. Dung Nguyệt Thiên Lan thở dài. Nếu như độc của nhà họ Tạ dễ dàng như vậy, nhà họ Tạ đã chẳng bị nhiều chuyên lùng rồi. Tôi chỉ là học trò của tộc trưởng, những thứ học được cũng chỉ là mấy quyển sách bái để lại. Nếu bây giờ tìm thấy những người lớn tuổi của nhà họ Tạ thì may ra. Trong thế giới đen tối của Hạ Diệp Trầm hé ra một tia sáng. Cô nắm chặt lấy tay Trầm Duy Niên, gọi điện cho một người. Bên kia rất nhanh đã nghe máy rồi. Diệp Trầm, em nhớ chị sao? Sao lại gọi điện vào giờ này? Là giọng của Phương Nhược Lam. Chị Nhược Lam, chị có biết độc tương tư không? Giọng nói của Phương Nhược Lam trở nên nghiêm trọng. À, chúng độc tương tư. Trầm Tư Niên sao? Thì ra cô ấy cũng biết đến thứ độc này. Trong lòng Hạ Diệp Trầm lại dâng lên sự hy vọng mới. Đúng vậy, giờ anh ấy hôn mê rồi. Có người nói độc này không hề có thuốc giải. Bây giờ nhìn anh ấy ở trên giường, em không biết phải làm sao nữa. Cô nghe thấy tiếng Phương Nhược Lam qua điện thoại. Độc tương tư chuyển từ nữ sang nam qua việc vợ chồng. Nếu như hai người có con chung, có thể dùng máu của đứa bé để cứu người trúng độc. Ngoài ra, chị chưa hề biết đến thứ thuốc giải độc nào khác. Người đàn ông trong một năm sẽ chết đi. Con chung. Bây giờ Hạ Diệp Trầm mới để ý đến nguồn gốc của căn bệnh. Trầm Duy Niên từng ân ái với một cô gái khác, sau đó chất độc chuyển sang người anh sao? Cô nhìn sang Dung Nguyệt Thiên Lan. Anh ta cúi đầu. Đó là chuyện của 5 năm trước rồi, cô đừng có hiểu lầm. Chúng tôi cũng không biết cô ấy là ai hết. Sau đêm ấy, cô ấy hoàn toàn biến mất. Đêm đó, nói là ân ái còn chẳng bằng nói là Trầm Dư Niên bị cô gái khác cưỡng bức thì đúng hơn. Dung Nguyệt Thiên Lan nghĩ thầm. Chỉ có điều lời này anh ta sẽ không nói ra. Hạ Diệp Trầm lại nghe Phương Nhược Lam ngạc nhiên. 5 năm. Thứ thuốc này không phải chỉ có hạn cuối là 1 năm sao? Điện thoại bật loa ngoài, cho nên cô ấy có thể nghe thấy cả tiếng nói của Dung Nguyệt Thiên Lan. Đúng vậy, độc tương tư chỉ có 1 năm là bị phát bệnh đến chết. Nhưng bản thân Trầm Dư Niên đã từng trúng độc. Hai loại này hòa vào nhau, tính ra thì bây giờ trong cơ thể cậu ấy đã chẳng phải thứ độc kia nữa, mà còn là một thứ độc nguy hiểm hơn rất nhiều. Hạ Diệp Trầm hoàn toàn tuyệt vọng. Tay cô nắm lấy bàn tay của Trầm Dư Niên, chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào. Anh nằm đó bất tỉnh, không cần biết cô cần mình bao nhiêu. Phương Nhược Lam ở bên kia cũng chìm trong im lặng rất lâu. Một lúc sau, cô ấy thở dài. Thật ra em có thể đến Sung Tiêu Lâu xem thử. Sung Tiêu Lâu. 3 chữ này làm cho Hạ Diệp Trầm nhảy dựng. Đúng vậy, Sung Tiêu Lâu không chỉ là một tòa nhà, mà là một mật thất được xây dựng bên dưới núi đá. Trước cửa mật thất có người thủ hộ họ Lâm. Anh trai chị ghi lại người này chưa từng có thứ độc gì không giải được. Nhưng Phương Nhược Lam ngập ngừng không nói hết câu. Nhưng sao ạ? Ông ấy cứu người có điều kiện. Phải là người thân thiết của người bị trúng độc chấp nhận đánh đổi một thứ quý giá của mình, ông ấy mới cứu người. Hạ Diệp Trầm đưa tay lên khóe mắt, đã thấy trên mặt mình giàn giụa nước mắt. Chút hy vọng bị dập tắt, lại một lần nữa nhen nhóm trở lại. Cái đó không hề quan trọng. Chỉ cần Duy Ninh có thể tỉnh lại, em có thể trả bất cứ giá nào. Làm thế nào có thể tìm thấy người thủ hộ họ Lâm đó? Trong chiếc đồng hồ mà Trầm Duy Niên đưa cho em có bản đồ cùng chìa khóa dẫn đến đó.
Hạ Diệp Trầm lại nhớ đến chiếc đồng hồ mà 15 năm trước Trầm Dư Niên đưa cho mình. Cô tắt điện thoại, muốn đi lấy chúng. Hạ Diệp Trầm, cô điên sao? Hạ Diệp Trầm nhìn về phía hai đứa trẻ, ra lệnh. Các con nhanh chóng về phòng ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ chờ bố Dư Niên thức dậy được không? Hai đứa trẻ ngây thơ vẫn không hiểu gì, thậm chí còn hồn nhiên hỏi lại hai chữ thật sao. Hạ Diệp Trầm xoa đầu chúng. Thật. Mẹ có bao giờ lừa các con chưa? Mau trở về phòng đi, cha con nhất định sẽ tỉnh dậy mà. Cô lại gọi người giúp việc. Thím Đào, giúp tôi đưa cậu chủ và cô chủ về phòng nghỉ ngơi đi. Trong phòng chỉ còn lại Hạ Diệp Trầm và Dung Nguyệt Thiên Lan. Cô có nghe thấy Phương Nhược Lam nói gì không? Người họ Lâm kia cứu người cần phải trả giá. Nếu như ông ta muốn mạng sống của cô, vậy Trầm Dư Niên tỉnh lại thì phải làm thế nào? Hạ Diệp Trầm gạt tay anh ta ra. Vậy anh nói tôi phải làm thế nào? Trơ mắt nhìn anh ấy chờ chết mà không làm gì sao? Hơn nữa, chưa chắc người đàn ông họ Lâm đó sẽ lấy mạng của tôi mà. Nếu cứ lo sợ như vậy, tôi mới phải hối hận cả đời. Nhưng nếu như cô có chuyện, Trầm Dư Niên biết được chắc chắn không muốn sống nữa đâu. Dung Nguyệt Thiên Lan đứng chắn trước cửa. Nếu muốn ra khỏi đây, bước qua xác của tôi đã. Dung Nguyệt Thiên Lan chưa nói xong đã thấy cổ mình tê dần. Anh ta trợn mắt không tin. Cô định làm cái gì? Hạ Diệp Trầm tỏ ra anh ấy. Xin lỗi, phiền anh ngủ một giấc đến lúc tôi trở về rồi tính. Hạ Diệp Trầm không bao giờ ngờ đến Sông Tiêu Lâu từng cách mình gần đến như vậy. Từ biệt thự của Trầm Dư Niên ở Vân Nam theo con đường bí mật mà đi ra, chỉ cần đi khoảng 10 phút nữa là đến một ngọn núi đá nhỏ. Nơi này vô cùng hẻo lánh, không hề có xe cộ đi lại, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra hơi thở của sự sống quanh đây. Chính xác là chỗ này rồi. Cô nhìn vào chấm đỏ trên bản đồ, xác định lại một lần nữa. Theo như bản đồ, cửa vào trong Sông Tiêu Lâu được xây theo hướng 3 giờ sáng. Hạ Diệp Trầm nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng cũng thấy bên dưới lớp rêu phong cây cỏ có mấy phiến đá rất lạ. Ở trong bản đồ cũng ghi mật mã mở cửa. Cô theo thứ tự đã ghi trong đó, ấn vào từng phiến đá kia. Cạch cạch hai tiếng, sau đó mặt đất dưới chân như đang rung động. Chân núi nứt ra một cánh cửa cho một người đi lọt. Con nhóc này, người ở đâu đến? Hạ Diệp Trầm còn chưa kịp bước vào đã thấy một bên cổ của mình chợt lạnh. Cô đang ở giữa một vùng đất khá bằng phẳng, giống như một căn phòng bí mật. Giữa căn phòng là chiếc cầu thang uốn lượn dẫn lên tầng trên, có khoảng 9 tầng đầu. Xây một tòa nhà 9 tầng trong một tòa núi, chắc chắn nhà họ Tạ có tự tin đặt tên cho nó là Sung Tiêu Lâu. Hạ Diệp Trầm không suy nghĩ lung tung, cô nhìn sang người đang kề dao vào cổ mình. Lưỡi dao sắc bén của ông đang để sát cổ cô, chỉ cần nhẹ ấn một cái chắc chắn sẽ rớm máu ra. Người thủ hộ của Sung Tiêu Lâu rất nghiêm túc, không hề có ý định đùa giỡn một chút nào. Cô hơi lùi về sau để tránh cho mình không bị thương khi nói chuyện. Tôi là vợ của tộc trưởng mới của nhà họ Tạ. Ông Lâm ngạc nhiên nâng mí mắt nhìn cô từ đầu đến chân. Vợ của tộc trưởng? Làm sao tôi có thể tin cô? Hạ Diệp Trầm giơ hai thứ trên tay mình ra, chìa khóa mở Sung Tiêu Lâu và chiếc nhẫn của Trầm Dư Niên. Nghe Phương Nhược Lam nói đây là biểu tượng của tộc trưởng, sắc mặt của ông Lâm dịu xuống, quay lưng lại về phía Hạ Diệp Trầm. Ông đưa mắt nhìn lên đỉnh tòa nhà. Các người đến thực hiện lời hứa sao? Lời hứa gì ạ? Hạ Diệp Trầm ngạc nhiên. Cô chỉ biết Sung Tiêu Lâu có người thủ hộ họ Lâm, mà không biết rằng lời hứa của nhỏ Tạ với ông ấy là gì. Lão Lâm không trả lời, lại thổn thức. Tạ Nhu chết rồi à? Hạ Diệp Trầm không biết trả lời sao cho phải. Cô còn đang sắp xếp từ ngữ, đã nghe thấy tiếng ông cười lớn. Không cần phải giấu ta nữa, Tạ Nhu chết thì chức trưởng tộc mới truyền đến chồng của cô. Mà chỉ cần bà ta chết, ta có thể rời khỏi đây rồi. Hạ Diệp Trầm hốt hoảng quỳ xuống đất. Lão Lâm, nhỏ Tạ nợ lão tự do bao nhiêu năm nay, nhưng xin lão có thể từ bi một lần, vươn tay cứu lấy chồng con không? Ồ, trưởng tộc của nhỏ Hạ cũng cần lão già này phải cứu à?
Hạ Dược trầm thấy giọng nói của ông không quá hòa nhã, trong lòng sợ hãi. Cô nắm chặt tay, thành công hay thất bại cũng chỉ có thể trông chờ vào người trước mắt này thôi. Lão Lâm, chồng của con bị trúng độc tương tư. Chất độc đó lại cộng hưởng với một loại khác, đang ăn mòn sức khỏe của anh ấy. Không cứu. Hạ Diệp Trầm còn chưa nói xong, ông đã phất tay. Ta đi ngủ đây. Trong thời gian tới, đừng có làm phiền. Hạ Diệp Trầm lên gối trên mặt đất, túm lấy tay ông. Lão Lâm, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Chỉ cần ngài nói một câu, bất cứ yêu cầu gì con cũng có thể đồng ý. Ông Lâm nhìn sâu vào trong mắt cô, hình như hơi ngần người một chút, nhưng chỉ thoáng chốc thôi, lại lắc đầu. Cái giá này cô không trả được đâu. Về đi. Hạ Diệp Trầm nhất định không chịu. Chỉ cần một ngày ông không đồng ý, con nhất định sẽ quỳ ở đây không đứng dậy. Vậy thì tùy cô. Ông Lâm phất tay, bỏ lên trên tầng trên. Sung Tiêu Lâu được xây dựng bên dưới ngọn núi đá. Bên cạnh mạch nước ngầm ẩm ướt, hơi nước bốc lên lạnh buốt. Hạ Diệp Trầm quỳ đến hai chân tê mỏi, cả người lạnh buốt không còn trí giác. Nhưng cô không dám cử động chút nào. Chồng Dư Niên vẫn đang đợi cô ở nhà. Sức khỏe anh ấy ngày một tệ, mà đây đã là cơ hội cứu sống anh duy nhất rồi. Lão Lâm, con xin người, bất cứ giá gì con cũng có thể trả được. Chỉ cần lão đến nhìn anh ấy một lần thôi. Hạ Diệp Trầm nói vọng lên trên tầng, tuyệt vọng cầu cứu, cho đến khi giọng nói của cô trở nên khản đặc. Cô xác định giá nào cũng có thể trả thật sao? Trước lúc Hạ Diệp Trầm ngã xuống, cô thấy tiếng nói tựa ma quỷ của ông vang lên. Trong tiềm thức dâng lên nỗi sợ hãi, nhưng cô không cho phép bản thân mình lùi lại. Bất cứ giá nào. Trong ánh mắt của Lão Lâm như có sự dao động mãnh liệt, ông bất giác thốt lên mấy chữ. Giống quá. Cô ngơ ngẩn chờ đợi ông nói tiếp. Giống một người mà ta đã quên mặt mất rồi. Sự xúc động kia của Lão Lâm tan đi như ảo giác. Ông đặt tay lên đầu cô mà khẽ xoa tóc. Cô đối với chồng mình là chân tình. Đời này kiếp này không có gì có thể chia cắt đúng không? Hạ Diệp Trầm nén xuống sự bất an, trả lời một chữ đúng. Cô và anh đã trải qua hơn chục năm quen biết thương nhớ, lại cùng sưởi ấm nhau trong những quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời. Trên đời này, Hạ Diệp Trầm không nghĩ đến thứ gì có thể chia cắt hai người. Nhưng Lão Lâm lại nhếch khóe miệng, giọng nói thâm trầm. Vậy thì chưa chắc. Hạ Diệp Trầm, cô dám đánh thuốc mê tôi. Dung Nguyệt Thiên Lan đứng trước cửa, thấy Hạ Diệp Trầm vừa xuống xe đã mắng tới tấp. Hắn thấy mình thật nhục nhã khi bị một cô gái chân yếu tay mềm đánh gục, hơn nữa còn bại trong tay chính loại thuốc mà mình điều chế. Nhưng nhìn thấy người xuống xe tiếp theo, hắn biết đều im miệng. Cậu là hậu duệ của nhà Dung Nguyệt à? Lão Lâm vừa mới xuống xe đã hỏi luôn. Dung Nguyệt Thiên Lan sợ đến nỗi co người lại. Người đàn ông này tuổi tầm gần 50 nhưng vẫn còn rất trẻ, cả người toát ra khí thế không thể khinh thường. Khí thế của một nhân tài đứng trên đỉnh cao quá lâu, quá cô độc. Chú Lâm. Không dám. Cứ gọi tôi là Lão Lâm là được rồi. Người bệnh đang ở đâu? Hạ Diệp Trầm vội dẫn đường cho ông vào trong phòng. Cô đi được 2 ngày, sắc mặt của Trầm Dư Niên càng trở nên tệ hơn. Mới có 2 ngày nhưng loại thuốc này đã bào mòn gần như toàn bộ sinh lực của anh. Lão Lâm chậc chậc 2 tiếng. Thật là, nếu như cô không tìm thấy tôi nhanh như vậy, tên nhóc này đến chiều chắc chắn sẽ thành bộ xương khô luôn rồi. Hạ Diệp Trầm hít sâu một hơi, thì ra Trầm Dư Niên, người đàn ông mà cô yêu thương đã từng cách cái chết gần như vậy. Nếu như chỉ cần muộn một chút nữa thôi, cô lắc đầu, không dám tưởng tượng xa hơn. Chú Lâm, loại độc này có thể giải không? Cô hỏi xong, lại nơm lớp lo sợ, không biết đợi mình sẽ là câu trả lời như thế nào. Nếu như là độc tương tư, vậy thì ta không có cách nào có thể cứu cậu ta. Sắc mặt của Hạ Diệp Trầm trở nên trắng bệch, cô run rẩy. Thực sự không có cách nào sao? Anh vẫn còn trẻ như vậy, 30 tuổi, trong lúc sự nghiệp đang phát triển nhất, anh cũng vừa tìm được gia đình của mình, cùng cô vẽ nên một tương lai hạnh phúc. Ông trời nhận tâm cướp đi tất cả của Trầm Dư Niên như vậy sao? Không hề để lại cho anh chút gì, cũng không hề thương xót cho cả đời bất hạnh của anh sao?
Hạ Diệp Trầm khuỵu gối xuống bên cạnh giường anh, bật khóc. Nước mắt cô nóng hổi rơi xuống bàn tay anh, tạo nên những tiếng động sắc bén giữa không gian yên tĩnh. Tí tách, tí tách. Dung Nguyệt Thiên Lan cũng không chịu được nữa. Chú Lâm, coi như thương xót cho họ, vươn tay cứu lấy Trần Dân Niên được không? Chúng ta đều là những gia tộc bị nguyền rủa, hậu nhân của nhà họ Tạ và nhà họ Lâm, lẽ nào đều phải chịu bất hạnh như vậy sao? Lão Lâm hử lạnh. Ta có nói không cứu không? Hạ Diệp Trầm ngay lập tức ngẩng đầu nhìn ông. Ta nói là Độc Tương Tư thì ta không thể cứu nó, nhưng thằng nhóc này lại bị hạ hai loại độc. Độc Tương Tư kia đã bị biến đổi rồi, mặc dù chúng độc sẽ đau đớn hơn, nhưng cũng không phải hoàn toàn bó tay chịu chết. Hạ Diệp Trầm từ trong chỗ chết nhìn thấy ánh sáng, cô nắm chặt bàn tay của Trầm Dương Niên. Anh nghe thấy gì chưa? Chúng ta có hy vọng rồi. Em vẫn luôn đứng ở đây, không cần biết bao lâu để đợi anh tỉnh lại. Lão Lâm không che giấu được sự chán ghét trong ánh mắt. Trong quá khứ, ông nhớ mình hình như cũng có một mối tình đẹp như vậy. Một người con gái cũng từng muốn vứt bỏ tất cả những gì mình có, cùng ông lưu lạc khóc bể chân trời. Nhưng sau đó, hai người không phải cũng rời xa nhau rồi sao? Ngay cả diện mạo của bà ấy, ông cũng không nhớ được. Lão Lâm càng nhìn Hạ Diệp Trầm càng ngẩn người. Liệu bà ấy có giống cô gái này không? Thanh tĩnh, yếu ớt như một đóa hoa tím mọc trên vách đá, từng cánh hoa mềm mại đối mặt với sương gió, với thiên nhiên khắc nghiệt, chưa có lúc nào phải cúi đầu. Đầu đau như búa bổ, ông phải tựa tay vào thành ghế mới có thể đứng vững. Chú Lâm, chú sao vậy? Dung Nguyệt Thiên Lan thấy ông không ổn lắm, vội hỏi. Lão Lâm phất phất tay. Không sao, nhớ lại vài chuyện cũ, hơi đau đầu một chút. Rõ ràng không hề trúng độc tương tư, nhưng lại còn đau đớn hơn cả ngàn vạn độc trúng tương tư đang đục khoét não bộ. Ông thấy mình rõ ràng đang bị bệnh rồi. Được rồi, mau đứng lên đi. Lão Lâm kéo Hạ Diệp Trầm lên, không biết rút từ đâu ra một con dao phẫu thuật nhỏ, rạch trên cổ tay cô. Hạ Diệp Trầm thấy đau nhưng không dám kêu lên một tiếng. Cô biết rằng ông sẽ không vô duyên vô cớ lấy máu của mình. Cô yêu cậu ta như vậy, vậy thì cậu ta thì sao? Lão Lâm lấy một cái chén, vừa hứng máu của cô vừa hỏi. Việc này rất quan trọng sao? Hạ Diệp Trầm hỏi lại. Rất quan trọng. Cô hồi tưởng lại quá khứ giữa hai người, tất cả mọi chuyện 15 năm trước, 5 năm trước, bây giờ, cuối cùng cũng có thể tìm được câu trả lời cho mình. Anh ấy có thể hy sinh tất cả những gì mình có cho tôi, kể cả tính mạng. Lão Lâm hơi run tay cắt chạch, khiến máu trên tay Hạ Diệp Trầm tuôn nhà dưới suối. Ông biết mình sơ suất, vội ho khan để che giấu. Máu của người mà người chúng độc yêu nhất có thể dùng làm một vị thuốc cứu mạng cậu ta. Nếu như tên nhóc này không thực sự yêu cô, vậy thì chết cũng đáng lắm. Độc tương tư biến dị, hóa ra dùng máu của người được tương tư có thể chữa trị. Hạ Diệp Trầm không thể ngờ tới, hóa ra vị thuốc cứu mạng anh lại nằm trên người mình. Cho nên cô xác định rằng muốn thử không? Cô khẳng định chắc chắn. Con muốn thử. Dù gì trời xanh đã thử hai người nhiều như vậy, đến bây giờ chẳng có gì khiến con có thể chùn bước được rồi. Vậy thì chờ kết quả đi. Hạ Diệp Trầm và Dung Nguyệt Thiên Lan bị đuổi ra khỏi cửa. Chờ đúng 2 tiếng đồng hồ, Lão Lâm ở trong đó 2 tiếng không hề bước chân ra khỏi cửa. Dung Nguyệt Thiên Lan thấy dáng vẻ bồn chồn của Hạ Diệp Trầm, vội nói. Cô yên tâm đi, nếu nói về giải độc, trên đời này không ai là đối thủ của ông ấy. Cô nghe hiểu những lời hắn ta nói, nhưng không có cách nào khuyên nhủ bản thân mình bình tĩnh được. Đứng giữa ranh giới sống và chết, mấy ai có thể bình tâm. Diệp Ngạn Trần dụi mắt, nắm lấy tay Hạ Diệp Trầm khẽ lắc. Mẹ, bố như từng nói sẽ chăm sóc chúng ta cả đời mà. Người như bố sẽ không bao giờ nói dối chúng ta đâu. Bố là người hùng, nói được làm được. Dung Nguyệt Thiên Lan bắt được lời của cậu bé. Đó, cô nhìn xem, một đứa trẻ còn có thể nghĩ được như thế, cô còn không bằng cả nó nữa sao? Hạ Diệp Trầm nắm tay thằng bé, lại nhìn Diệp Vấn, mắt đã díp lại nhưng vẫn không ngủ. Đúng vậy, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, bỏ lại cô và hai đứa trẻ sống giữa thế giới này đâu. Được, mẹ tin các con, cũng tin bố của các con.
Nói vậy hơi muộn rồi đây. Trong lúc mọi người mong đợi, cánh cửa kia cuối cùng cũng mở ra. Lão Lâm đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Diệp Trầm. Cô có nhớ đến điều kiện của tôi không? Dung Nguyệt Thiên Lan hốt hoảng đứng ra chặn trước cho cô. Chú Lâm, chú không thể giơ cao đánh khẽ cho người có tình sao? Ông không hề để ý đến hắn ta mà bước đến trước mặt Hạ Diệp Trầm, bất ngờ thốt lên một tiếng. Giống quá. Đây là lần thứ hai trong mấy ngày này Lão Lâm nhìn cô thất thần như vậy, rồi nói hai chữ giống quá. Hạ Diệp Trầm hỏi cô giống ai, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời như cũ. Người mà ta sắp quên rồi. Cô đẩy Dung Nguyệt Thiên Lan ra sau mình, không hề chớp mắt, cũng không sợ hãi. Ông muốn thứ gì để đổi lấy tính mạng của anh ấy? Mạng của con sao? Thứ đó con không thể nào cho được. Nếu như Hạ Diệp Trầm chỉ có một mình, cô có thể không cần sống mà trao cơ hội cho Trầm Tư Niên. Nhưng cô còn hai đứa trẻ, cũng còn anh. Bỏ lại ba người họ ở lại là một hành động ích kỷ. Nỗi đau người thân yêu, yêu nhau ly tán, bản thân cô chịu nổi, làm sao có thể bắt anh chịu. May mà Lão Lâm lại lắc đầu. Mạng sống của con người đối với lão già này chẳng là cái gì cả. Ai rồi cũng sẽ phải chết. Chết sớm hay muộn thì có gì khác nhau đâu. Hạ Diệp Trầm phản đối. Đấy là do lão chưa tìm thấy động lực sống mà thôi. Có người cần tôi ở thế giới này, cho nên tôi không thể chết vào lúc này. Người đàn ông trung niên thoáng im lặng, hình như ông đang suy nghĩ. Ai cũng có động lực sống, vậy còn ông thì sao? Hạ Diệp Trầm nhìn trời dần dần tối, vội lên tiếng. Lão Lâm, xin hãy nói điều kiện của mình đi. Dung Nguyệt Thiên Lan lớn giọng quát. Hạ Diệp Trầm, cô không được làm bừa. Nếu như Trầm Tư Niên tỉnh dậy, hắn sẽ hận tôi chết mất. Cả người Hạ Diệp Trầm run lên. Cô cũng biết lo lắng, cũng sẽ sợ hãi, nhất là khi không biết giao dịch mà mình phải trả là gì. Nhưng sống lưng của cô chưa từng cong xuống, chỉ chậm rãi nói cùng Dung Nguyệt Thiên Lan. Anh ấy không thể chờ được nữa, tôi hết cách rồi. Nhưng hắn ta còn muốn nói gì nữa, nhưng bỗng nhiên cảm thấy tay đau nhói. Kim châm của Lão Lâm đâm vào tay Dung Nguyệt Thiên Lan, khiến cho hắn không nói được câu nào, chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn. Cô có chắc mình có thể trả được chứ? Cả đời này không hề hối hận. Hạ Diệp Trầm không hề dao động, từng từ bật ra khỏi cổ họng. Nhất định tôi sẽ không hối hận. Chỉ cần cứu được anh ấy, bất cứ giá nào cũng phải thử. Lão Lâm thoáng thở dài. Tại sao tôi lại thấy không nỡ ra tay với cô nhỉ? Nhưng sự tiếc tức ấy chỉ thoáng chốc lướt qua. Ông đưa cho cô một viên thuốc màu đỏ rực như lửa. Cầm lấy đi. Đây là cái gì? Hạ Diệp Trầm nhìn thứ thuốc kia với ánh mắt hoảng sợ. Mặc dù không biết công dụng của nó là gì, nhưng cô mơ hồ có thể cảm nhận được nó còn thâm độc hơn cái chết cả vạn lần. Quả nhiên, Lão Lâm chưa từng là kẻ nhân tử. Ông thản nhiên nói ra công dụng của thứ thuốc kia. Thứ có thể tước đoạt tình yêu của cô, cuộc hôn nhân của cô, đổi lại cho Trầm Dương Liên một cơ hội được sống. Nếu như chấp nhận, vậy thì uống đi. Tình yêu của tôi, hôn nhân của tôi. Hạ Diệp Trầm nhận lấy viên thuốc kia lẩm bẩm. Lão Lâm tàn nhẫn gật đầu. Đúng vậy, thứ cô coi trọng nhất trên đời là Trầm Duy Niên, là tình cảm của cậu ta, không phải sao? Tôi nói rồi, muốn thử xem tình yêu của hai người có thực sự thiên trường địa cửu hay không. Ông ngừng lại một chút, thở dài. Hay giống như một tờ giấy mỏng manh, chỉ cần chọc nhẹ một chút sẽ rách nát, không có cách nào gắn lại nữa. Dung Nguyệt Thiên Lan không nói được, cũng không cử động được, chỉ có thể đứng một chỗ ư mấy câu tối nghĩa. Hạ Diệp Trọng, cô không thể làm như vậy. Nếu như cô tiếp tục, Trầm Dĩ Nhiên sẽ đau khổ cả đời. Hắn muốn nói rất nhiều thứ nhưng lại không thốt lên được lời nào. Lão Lâm vẫn chậm rãi nhà từng từ bên tai cô, dụ dỗ. Nào cô gái, quyết định đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Chồng của cô không đợi được lâu. Diệp Vân khóc lên, không ngừng đấm vào người Lão Lâm. Ông là người xấu, ông là người xấu. Diệp Ngạn Trần vội nắm tay bé con nuôi lại.
Chúng ta đừng nói nhiều với ông ấy. Ông ta không có tim đâu. Không hiểu sao lão Lâm lại thấy thân mình cứng đờ, trong lòng hơi quặn lên một chút, như có thứ gì gặm nhấm trong đấy. Làm sao có thể? Ông vô tình vô dục, làm sao có thể cảm nhận được sự đau thương chứ? Chắc chắn chỉ là ảo giác mà thôi. Ông hừ lạnh. Dù gì ta cũng không bắt ép mẹ của mấy đứa uống. Nếu như không uống thì để chờ chồng của mẹ mấy đứa, cha của mấy đứa chết đi. Diệp Vấn khóc thét lên. Con muốn có bố, cũng muốn có mẹ. Hạ Diệp Trầm nắm chặt viên thuốc trong tay. Thứ này không thực sự lấy mạng của tôi, nhưng nó thực ra là thuốc gì? Hơn nữa lấy gì để tôi tin ông có thể cứu sống anh ấy? Lão Lâm bật cười. Cô nghĩ rằng mình còn có thể lựa chọn không? Hạ Diệp Trầm, tôi đảm bảo cô không chết, cũng chắc chắn rằng Trầm Duy Niên có thể sống sót. Chúng ta chỉ còn 15 phút để cứu hắn mà thôi. 15 phút. Thời gian luôn là thứ nghiệt ngã nhất trên đời này. Hạ Diệp Trầm nhìn mấy đứa trẻ đang nắm lấy tay mình không buông, nghẹn ngào. Nếu như sau này mẹ không còn nhớ các con, không còn nhớ bố của các con, nhớ nhắc mẹ được không? Diệp Ngạn Trần mấp máy môi. Mẹ, chúng ta nghĩ cách khác được không? Hạ Diệp Trầm nhìn cửa phòng đóng im lìm, lắc đầu. Không còn kịp nữa rồi. Cô vừa nói vừa nuốt viên thuốc xuống. Không hiểu làm gì, làm từ thảo dược gì, viên thuốc đó vừa đặt trong miệng đã tan ra không còn dấu vết nào. Cơ thể cô cũng không có bất cứ chỗ nào không khỏe. Lão Lâm nhìn cô mí môi, quay người vào trong phòng. Lần này cửa phòng vẫn mở. Đứng bên ngoài có thể thấy ông đang châm mấy kim lên đầu của Trầm Duy Niên. Người đàn ông nằm trên giường co giật 2-3 cái, sau đó phun ra một ngụm máu đen tanh nồng. Hạ Diệp Trầm đưa Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn cho Dung Nguyệt Thiên Lan đã trở về bình thường, không để ý đến thứ bẩn thỉu trên đất kia mà đến bên giường. Anh ấy sao rồi? Độc đã giải, chỉ cần nghỉ 1-2 ngày là khỏi hẳn. Cô nhìn vết đen trên ấn đường Trầm Dương Niên đã tan đi, thở phào. May mà trong những giây cuối cùng này anh cũng không bỏ cuộc mà rời cô đi. Thứ thuốc mà ông cho tôi uống là thuốc gì? Lão Lâm vuốt cằm, ghé sát vào tai cô, nói ra 3 chữ. Hạ Diệp Trầm đứng chết lặng, mặc cho người đã đi xa rồi vẫn không kịp phản ứng. Sắc mặt cô tái nhợt, trong hai mắt không có thần. Dung Nguyệt Thiên Lan nói đúng, cái giá phải trả quá đắt, ngay cả cô lẫn Trầm Dương Niên đều không có cách nào trả được. Dung Nguyệt Thiên Lan đến bên giường kiểm tra cho Trầm Dương Niên. Mạch đập bình thường rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hạ Diệp Trầm khẽ gật đầu, trên mặt không buồn cũng không vui. Ông ta cho cô uống thuốc gì vậy? Dung Nguyệt Thiên Lan biết mình không nên hỏi, nhưng cũng không thể nhịn được. Hạ Diệp Trầm nhìn Trầm Dương Niên đang nằm trên giường, anh hôn mê sâu, đôi mày nhíu lại. Không biết khi tỉnh dậy anh có thể vượt qua lần này được không? Cô đẩy Dung Nguyệt Thiên Lan ra ngoài, để lại một câu. Thứ có thể khiến ký ức giữa chúng tôi biến thành cho bụi bay đi. 17 năm quen biết, 5 năm yêu thầm, nửa năm sống chết gắn bó sinh tử, không lưu lại gì hết, không còn bất cứ thứ gì. Ông trời chưa từng muốn cô hạnh phúc, cũng không bao giờ cho Trầm Dân Niên thứ mà anh ấy muốn. Giúp tôi chăm sóc mấy đứa trẻ. Tạm thời chuyện này đừng nói với anh ấy được không? Đến lúc nào tôi cảm thấy sẵn sàng rồi, tôi sẽ nói. Nhưng Dung Nguyệt Thiên Lan muốn phản bác. Còn như tôi xin anh đó, cho tôi một chút bình yên được không? Hốc mắt Hạ Diệp Trầm đỏ lên, đóng sập cửa lại. Giờ này cô không muốn nói chuyện với ai hết, cũng không muốn có bất cứ sự giao lưu nào với bên ngoài. Trầm Dư Niên vẫn chìm trong giấc ngủ, hoàn toàn không biết đến sự bi thương của cô. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Hạ Diệp Trầm ngồi bên đầu giường, tâm trạng rối bời, lật sở một cuốn sách. Bỗng nhiên cô thấy tiếng cửa động khẽ. Ai vậy? Cô đã dặn dò Dung Nguyệt Tiên Lan không đến làm phiền mình, mà có đến hắn cũng nhất định sẽ gõ cửa. Có chuyện gì vậy? Hạ Diệp Trầm không nghe thấy câu trả lời, lại hỏi lại. Không gian chìm trong yên ắng, cô vô thức sợ hãi, nắm lấy tay Trầm Dương Niên. Cạch, cánh cửa bị đẩy ra. Giữa không gian nửa sáng nửa tối, một người đàn ông tiến vào.
giày da gõ trên nền gỗ tạo thành những tiếng rợn người. Anh, tại sao anh? Hạ Diệp Trầm trợn trắng mắt, nói mãi không ra một câu. Nếu như lần trước chỉ là một giấc mơ, thì bây giờ Dụ Sơ Thần đã đứng trước mặt cô, bằng xương bằng thịt. Hắn ta nhìn sườn mặt của Hạ Diệp Trầm, lại nhìn Trầm Dư Niên. Hắn ta vẫn chưa chết à? Câu hỏi lạnh như lưỡi dao cứa vào óc. Hạ Diệp Trầm đứng chắn trước giường của anh. Không được động vào anh ấy. Dụ Sơ Thần ngửa mặt lên trời, cười lớn. Hạ Diệp Trầm, anh chờ đến ngày em lớn, ở đằng sau bảo vệ em từng chút một. Nhưng bây giờ em đứng ở trước mặt anh bảo vệ một người đàn ông khác. Em chưa từng nghĩ đến anh sẽ buồn khổ thế nào đúng không? Câm miệng. Hạ Diệp Trầm nắm lấy con dao đều trên bàn, chỉ về phía cửa. Yêu tôi, chăm lo cho tôi. Dụ Sơ Thần, tôi chỉ thấy mấy năm qua sống ở nhà họ Dụ các người giống như địa ngục vậy. Không có cách nào là một con người chân chính. Có kiểu yêu nào giống như anh sao? Dụ Sơ Thần đen mặt lại. Hắn sải bước về phía Hạ Diệp Trầm, muốn cướp lấy con dao trên tay cô. Lùi lại, nếu không đừng trách tôi độc ác. Cô hơ con dao đe dọa, nhưng sức lực làm sao có thể so với Dụ Sơ Thần. Con dao ngay lập tức bị cướp đi, cả người Dụ Sơ Thần chìm trong bóng tối. Nếu như hắn không còn nữa rồi, em chắc chắn sẽ phải trở về bên tôi thôi. Hắn ta giơ con dao lên muốn đâm xuống. Hạ Diệp Trầm mở to đồng tử, hét lên một tiếng thảm thiết. Không! Diệp Trầm, tỉnh lại đi Diệp Trầm. Tay Hạ Diệp Trầm bấu víu giữa không trung, rốt cuộc cũng nắm lấy được một bàn tay ấm áp. Cả người cô co lại, chui vào trong vòng tay kia. Du Niên. Trầm Du Niên nghe cô gọi một tiếng, cả người như mềm ra. Hạ Diệp Trầm rất ít khi làm nũng, nhưng mỗi khi cô yếu đuối, anh không có cách nào chống cự được. Em vất vả lo sợ rồi, sức khỏe của anh đã ổn, sau này sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Hạ Diệp Trầm mở to mắt, bất an nhìn người đàn ông. Dù người Tiên An nói gì với anh? Trầm Dư Niên thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng cũng không có cách nào biết được điểm khác lạ ở chỗ nào. Cậu ta nói anh còn giữ lại chất độc cũ, hôn mê mấy ngày, dùng kim châm đẩy nốt nó ra thì ổn rồi. Sự căng thẳng của Hạ Diệp Trầm thôi đi phần nửa, nhưng đúng lúc ấy cô lại thấy chua xót. Cô lấy tay sờ lên chiếc cằm lún phún râu của anh, bật cười. Anh thật xấu. Trầm Tuyên Niên sượng chín mặt, mất tự nhiên. Xấu làm sao? Anh thực sự muốn soi gương, sau đó vào trong nhà tắm cạo sạch đống râu này đi, để mình hiện lên trong mắt cô đẹp nhất. Nhưng Hạ Diệp Trầm lại nói tiếp. Chỉ có điều em thích lắm. Rất thích. Anh có dáng vẻ nào em cũng thích. Nếu như em có vô ý quên mất anh rồi, cũng sẽ theo bản năng mà hướng về phía anh. Trầm Dư Niên nghe hai câu đầu thì vui vẻ và hưởng thụ, nhưng đến câu tiếp theo, sắc mặt đã trở nên không tốt lắm. Em nói bậy cái gì vậy? Em muốn quên anh. Hạ Diệp Trầm cứng người, cô hơi lảng tránh tầm mắt sáng rực của anh. Sau này chúng ta già rồi, em cũng sẽ không minh mẫn được mãi. Sợ là đến lúc tỉnh dậy sẽ quên mất anh mà thôi. Trầm Dư Niên cứng đầu cố chấp, nắm lấy tay cô không buông. Không có chuyện đấy. Dù em có mất trí nhớ, anh cũng sẽ ngày ngày ở bên cạnh em, nhắc cho em nhớ. Anh là chồng em, là người em đã gặp năm chúng ta 10 tuổi, yêu em khi em 18, lấy nhau khi chúng ta chưa 30, mà bên nhau thì đến già. Hạ Diệp Trầm im lặng lắng nghe, không hiểu sao lại rơi lệ. Những lời của Trầm Dư Niên luôn luôn có thể khiến cô xúc động đến mức cay xè cả hai mắt. Thật không? Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo sát hai người vào nhau. Khuôn mặt này cô muốn ghi nhớ thật kỹ, để lúc nào cũng in sâu vào trong linh hồn. Tình yêu của anh, sự nhiệt tình của anh. Trầm Dư Niên không hiểu tại sao Hạ Diệp Trầm lại xúc động như vậy, nhưng anh nhìn thấy tình cảm đong đầy trong đôi mắt của cô. Anh cúi xuống, trằn trọc mút lấy đôi môi thơm ngát. Cả đời này em đừng hòng quên được anh. Tâm trạng của Hạ Diệp Trầm mấy ngày này tồi tệ hơn rất nhiều. Trầm Dư Niên không phải không nhận thấy, nhiều lúc nửa đêm
Anh tỉnh dậy thì thấy cô đang ngồi trên bàn viết thứ gì đó, giống như hôm nay. Diệp Trầm, có việc gì không thể để đến ngày mai được sao? Trầm Duy Nhiên lặng lẽ đi ra sau lưng cô mới đánh tiếng. Hạ Diệp Trầm hoảng sợ đến mức đánh rơi cả bút xuống đất. Nhân cơ hội đó, anh cướp lấy tờ giấy trên tay cô, hơi nhíu mày. Em nửa đêm thức dậy là để làm công thức nấu ăn. Trong mắt Hạ Diệp Trầm thoáng hiện nỗi bất an. Cô ừ nhẹ một tiếng. Ừ, nửa đêm không ngủ được, lại nảy sinh linh cảm mới. Dương Niên, ngày mai có về sớm không? Em nấu Phật trèo tường cho anh nhé. Cô vẫn nhớ món ăn đầu tiên cô nấu cho anh Phật trèo tường. Hôm đó cô đã mệt mỏi khắp cả người, nhưng Trầm Duy Niên mở miệng đã đòi hỏi món ăn có độ khó rất cao này. Rõ ràng anh đang muốn làm khó cơ mà. Hạ Diệp Trầm bật cười. Cô chợt nhận ra trong ký ức của mình đang được lấp đầy bởi những kỷ niệm với người đàn ông này. Nụ cười của cô khiến cho sắc mặt Trầm Duy Niên biến đổi. Anh cúi sát mặt cô, phả hơi bên cần cổ. Trầm phu nhân, nếu như em rảnh rỗi như thế, chúng ta làm chuyện gì có ý nghĩa hơn đi. Chỉ cần nhìn ánh mắt người đàn ông đầy lửa dục đã có thể hiểu anh muốn gì rồi. Trầm Duy Niên không cho Hạ Diệp Trầm có thời gian để thích ứng. Răng môi dồn dập di chuyển, men theo khe hở giữa hai cánh môi, nhẹ nhàng gặm nhấm mít sữa. Bàn tay đang đỡ sau gáy cô buông thõng xuống nắm tay cô, đầu nghiêng về phía ngược lại, tiếp tục tấn công từ hướng bên kia. Hạ Diệp Trầm vô thức hé mở cánh môi ra, có thứ gì đó lập tức công thành chiếm đoạt trượt vào, lành lạnh ẩm ướt, linh hoạt luồn lách, không ngừng xoắn lấy chiều vườn cô. Hơi thở của hai người hòa quyện với nhau, khiến cho Hạ Diệp Trầm không có cách nào tiếp tục tỉnh táo. Bản thân cô giành lấy tư thế chủ động, nằm lên trên người anh. Chất giọng của Trầm Duy Niên khàn khàn. Diệp Trầm, em muốn làm gì? Cô muốn làm gì? Muốn cùng anh hòa nhập, muốn khắc ghi tên của anh, thân thể anh, tình yêu của anh vào trong linh hồn rách nát này, để sau này chỉ cần gặp lại nhau giữa biển người minh mang, chắc chắn sẽ nhận ra nhau. Duy Niên, đợi em được không? Trầm Duy Niên nhìn ánh mắt bi thương của cô gái đang ngồi trên người mình, bỗng nhiên hoảng hốt nắm lấy tay cô. Em muốn đi đâu? Hạ Diệp Trầm lắc đầu. Em không đi đâu cả, em vẫn luôn ở đây với anh, đời đời kiếp kiếp ở bên anh. Cô vừa nói vừa từ từ cúi xuống, loay hoay muốn cởi quần áo trên người Trầm Duy Niên, nhưng cô càng vội, dây lưng càng thắt chặt. Yết hầu người đàn ông giật giật, không chịu được sự trêu chọc này. Phòng thủ biến thành tấn công. Trầm Duy Niên đè cô xuống, quỳ gối lên, vung tay ra, chăn mềm rơi xuống đất. Chỉ còn một động tác nhỏ, quần áo hai người cũng lần lượt được bóc ra. Hai người đối diện với nhau, ánh trăng đêm nay sáng vàng vặc, khiến cho tầm mắt của Hạ Diệp Trầm mơ hồ. Trầm Duy Niên thở gấp thô sản. Anh bây giờ không chịu nổi sự trêu chọc của em. Nói đoạn, một tay Hạ Diệp Trầm qua cổ anh, phồng lên dũng khí. Cánh tay kia trượt xuống, đầu ngón tay lướt qua điểm đó, rồi vòng lại, nhẹ nhàng phủ lên trên. Thứ dưới lòng bàn tay rắn chắc, khẽ giật giật. Cô đêm nay giống như một con yêu tinh chuyên mê hoặc người, khiến cho ai cũng phải điên cuồng. Diệp Trầm, em là đang chơi với lửa. Em đang muốn đốt lửa, hoàn toàn thiêu rụi hai chúng ta. Trầm Duy Niên cắn chặt răng, không cách nào kiềm chế được nữa. Các đầu ngón tay lùa vào tóc cô gạt hết ra sau, hôn mạnh lên cổ, gấp gáp một đường chạy dọc xuống dưới. Ánh sáng nhẹ nhẹ rát lên thân thể trắng muốt nuột nà. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô rõ ràng nguyên sơ đến vậy. Lửa nóng bừng bừng thiêu đốt, không thể đợi thêm mà lao vào nghiền nát lấy cô, thực sự không còn khống chế được chính mình. Trong giây phút hoàn toàn kết hợp, hai người đều thỏa mãn ngâm lên một tiếng. Em đúng là yêu tình, Diệp Trầm, có ngày anh sẽ chết vì em mất. Lúc Hạ Diệp Trầm tỉnh dậy cũng đã quá trưa sang chiều rồi. Cô mở miệng, chỉ thấy cổ họng mình khàn đặc. Túng dục quá sâu, kết quả phải trả giá không nhẹ một chút nào. Trầm Duy Niên đã đến công ty. Mấy ngày nay anh đang chuẩn bị bàn giao mọi thứ để đưa cô và hai đứa nhỏ trở lại Hàng Châu. Anh nói rằng Thiên Tân có quá nhiều ký ức đau buồn của cô, mà hai đứa trẻ đã quen sống ở Hàng Châu rồi, tốt nhất tất cả nên bỏ lại quá khứ ở nơi này
đến với mảnh đất phía nam đầy nắng kia, cùng nhau nuôi dạy con cái, cùng nhau êm đềm già đi. Hôm nay Diệp Vấn Vàng, Diệp Ngạn Trần tổ chức tạm biệt các bạn học, 8 giờ tối mới về. Cô muốn đi cùng hai đứa trẻ, nhưng sau đêm qua cả người bỗng nhiên mệt lử, chẳng còn sức cử động nữa, cho nên trợ lý của Trầm Duyên Niên được cử đi chăm sóc cho hai đứa nhóc. Dì Đào, đã chuẩn bị nguyên liệu cho tôi chưa? Hạ Diệp Trầm nhìn đồng hồ đã chỉ 5 giờ chiều, liền lên tiếng hỏi. Cả Trầm Duyên Niên lẫn hai đứa trẻ sẽ trở về vào lúc 8 giờ, mà nấu và trèo tường phải mất 2 tiếng liền, cô cần chuẩn bị từ sớm. Dì Đào gọi với ra từ trong bếp. Xong rồi đó, mợ chủ vào làm thôi. Hạ Diệp Trầm uể oải lê bước chân vào trong bếp, đeo tạp dề lên. Món ăn này cầu kỳ ở chỗ tẩm ướp gia vị và canh độ lửa. Cô ngồi canh lửa, lim dim đến mức mấy lần suýt thì ngủ gật mất. Mợ chủ, có hộp quà ai gửi đến này? Trong lúc mơ mơ màng màng, dì Đào bỗng nhiên đánh tiếng. Quà? Hạ Diệp Trầm lầm nhầm tính ngày, hôm nay không có đúng dịp gì, tại sao lại có người gửi quà đến chứ? Bên ngoài có ghi ai gửi quà không? Ghi là cố nhân. Cố nhân nghĩa là sao? Cố nhân, người xưa, người cũ. Nhưng là người cũ của ai? Của cô hay Trầm Dương Niên? Hạ Diệp Trầm bỗng nhiên có linh cảm không tốt, cô kêu lên. Mang ném ra ngoài đi. À! Hạ Diệp Trầm vừa mới dứt lời thì dì Đào hét lên một tiếng, hộp quà trên tay bị bà hất tung, rơi xuống bên chân cô. Không hiểu nắp hộp quà đã mở từ bao giờ, đập vào mắt Hạ Diệp Trầm là hai thứ: hai cuốn sổ kết hôn màu đỏ, chụp ảnh cô và sự sơ thần nhìn vào ống kính cười tươi, còn một tờ giấy trắng ghi dòng chữ đỏ như máu. Sau đã vội quên tỉnh. Diệp Trầm, anh đến tìm em đây. Đồng tử trong mắt Hạ Diệp Trầm co rụt lại. Cô run rẩy đá hộp quà kia đi xa. Dì Đào, mau, mau. Dì Đào biết mình mở hộp quà kia ra đã gây họa, bà hốt hoảng xin ý kiến. Mợ chủ, làm sao bây giờ? Hạ Diệp Trầm ra lệnh. Đốt, đốt hết. Đốt cho đến khi nó cháy thành tro bụi, cũng mang cơn ác mộng này tan biến đi. Dì Đào vâng dạ gật đầu, mang theo chiếc hộp kia ra ngoài để xử lý. Hạ Diệp Trầm nhìn theo sau, vẫn không hết hoảng hốt. Đây rốt cuộc là trò đùa của ai? Người bày ra trò này có mục đích gì? Diệp Trầm, em thực sự đã quên anh rồi sao? Hạ Diệp Trầm nghe thấy tiếng nói đột ngột vang lên tai mình, bỗng nhiên giật bắn. Cô há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. Lại là mơ sao? Dụ dỗ thần, tôi nợ gì anh? Tại sao ngay cả trong giấc mơ anh cũng không thể tha cho tôi? Người trước mặt bật cười. Thì ra trong mơ em cũng nhớ đến anh à? Thế mà anh vẫn thấy em ngả vào trong tay Trầm Duyên Niên đấy thôi. Hạ Diệp Trầm bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhìn xuống dưới chân Dụ Sơ Thần, nhận ra có bóng. Trong những giấc mơ kia, Dụ Sơ Thần không hề có bóng. Cảm giác lạnh lẽo này nháy mắt bao phủ lên cơ thể. Hạ Diệp Trầm hoảng sợ lùi lại phía sau. Anh chưa chết. Dụ Sơ Thần nhích khóe miệng. Anh dù có hôn mê cũng luôn lo lắng em đã xảy ra chuyện. Nào biết rằng em đã yêu người khác, lại còn cùng hắn ta xây dựng một gia đình ấm áp như thế này chứ. Diệp Trầm, canh trong nồi kia là em nấu cho hắn ta sao? Anh muốn gì? Cô lắp bắp. Chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông tàn nhẫn vang lên, như tiếng dao cứa vào màn đêm, sắc lẹm, tuyệt tình. Giống như cách em làm khi nãy. Đốt, đốt hết đi. Trầm Duyên Niên xử lý xong cuộc họp là 7:30. Mới một ngày không gặp Hạ Diệp Trầm, anh đã thấy mình nhớ cô đến cồn cào. Người có tình, một ngày không gặp như cách ba thu. Người xưa gian dạy như vậy không phải là không có lý. Anh mở điện thoại ra, đầu ngón tay dừng lại trên phần danh bạ ghi tên vợ mình, chuẩn bị ấn số. Nhưng đúng lúc ấy lại có điện thoại gọi đến, một số điện thoại công. Không hiểu sao trong lòng Trầm Duyên Niên nảy sinh ra một dự cảm bất thường. Ngón tay dừng lại trên màn hình hồi lâu không dám nghe. Alo, anh là anh Trầm phải không? Chúng tôi đến từ đội bảo vệ của khu Thành Nam. Có chuyện gì vậy? Trầm Duyên Niên gấp gáp hỏi.
Không hiểu vì sao căn nhà của anh bị cháy. Vợ của anh và người giúp việc còn đang bị kẹt ở trong đó. Đội phòng cháy chữa cháy đang tiến hành ứng cứu. Nhưng sợ là... Cạch. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, tạo thành âm thanh khô khốc ghê rợn. Trầm Dư Niên đứng hình trong mấy giây, cũng chẳng buồn nhặt nó lên mà vội vã lao đi. Hạ Diệp Trầm, em từng nói đã ở bên cạnh anh cả đời. Nếu như em dám lừa anh, nhất định anh sẽ dùng cả đời này để mà hận em. Chiếc xe màu đen lao vút trong đêm đèn đặc, mỗi một giây đều như đang đấu tranh với thời gian, vì chủ nhân của nó biết rằng nếu chỉ chậm một giây thôi, sợ là sẽ sinh ly tử biệt. Ôi, cháy lớn thật đấy. Đúng là nhà giàu cũng không tránh được sống chết. Ông có nhìn thấy cô gái đó không? Thấy. Làm sao mà không thấy? Cháy thành than như vậy, đến xương cốt cũng chẳng còn. Khi Trầm Dư Niên dừng xe trước cửa biệt thự, đây là câu đầu tiên anh nghe thấy. Cầm miệng lại, có tin tôi xử lý các người không? Đám người nhìn người đàn ông, hai mắt vằn lên tia máu, hoảng sợ lùi về phía sau. Trong Trầm Dư Niên bây giờ chẳng khác nào một con thú bị thương đang gào thét giận dữ, chỉ để an ủi bản thân. Cũng chẳng quan tâm nhiều đến thái độ cũng như người đó, anh lao vội vào trong căn nhà đang bốc khói nghi ngút. Anh, dừng lại, trong đó rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Làm sao bằng nỗi sống dở chết dở nếu không có cô? Đi ra, trong đấy còn có vợ con của tôi. Viên cảnh sát cứu hỏa khó xử nhìn nhau. Anh là chủ nhân của căn nhà đó sao? Bên trong không còn ai nữa rồi, chúng tôi đã đưa họ ra hết. Ra hết rồi? Mẹ vợ của tôi đâu? Con của tôi đâu? Trầm Dư Niên hốt hoảng nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy người thân của mình đâu cả. Anh phải bình tĩnh. Việc này... Bình tĩnh? Làm sao có thể bình tĩnh được? Bàn tay Trầm Dư Niên nắm đến mức nghe thấy tiếng xương cốt lăng rắc, tưởng chừng như có thể phát điên lên bất cứ lúc nào. Cảnh sát cứu hỏa hít sâu một hơi, nói nhanh. Hai đứa trẻ nhà anh đi dự tiệc chơi tay đang trên đường về. Còn vợ anh đã bị qua đời trong trận hỏa hoạn kia rồi. Không gian xung quanh bỗng nhiên im lặng hẳn xuống, ngay cả tiếng hít thở nghe cũng đặc biệt thô nặng. Các người muốn chết rồi? Chuyện này cũng có thể mang ra đùa? Trầm Dư Niên nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đúng lúc ấy, tầm mắt anh dừng lại trên một chiếc cáng vừa được khiêng từ trong đám cháy ra. Cáng phủ vải trắng, từ trên cáng một thứ rơi xuống trên mặt đất, cạch vỡ tan. Pha lê lóng lánh phản chiếu ánh lửa dữ dội, giống như nghi thức đưa tiễn linh hồn đến cõi an nghỉ cuối cùng. Cả người Trầm Dư Niên run lên, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả quýt anh từng đưa cho Hạ Diệp Trầm. Tín vật định tình đã theo cô tận 17 năm. Anh có thể đến để nhận dạng thi thể. Mấy người lính cứu hỏa cũng là người, hơn ai hết, những người đã trải qua nhiều lần sinh ly từ biệt như họ hiểu được nỗi đau người sống kẻ chết thế này. Trầm Dư Niên lảo đảo từng bước đến gần chiếc cáng được hạ xuống đất. Vải trắng được lật ra, người nằm trên cáng nhìn không rõ hình dạng, da thịt đều cháy đến mức tưởng chừng như chỉ cần đụng nhẹ là sẽ tan thành bụi bặm. Thím Đào đứng bên cạnh khóc lóc. Cậu chủ tha cho tôi cũng không biết sao nữa. Chỉ bỏ đi có một lúc mà trong nhà đã bốc lửa, mợ chùa bên trong bị tiêu cháy mất. Cô ấy lúc đó kêu lên rất thảm thiết. Thế giới này khốn nạn, hết người này đến người khác bắt anh tin vào sự thật nghiệt ngã này. Cơn đau đâm thẳng vào tim, sộc tận lên óc. Trầm Dư Niên giơ tay muốn chạm vào cô, nhưng bàn tay đọng lại giữa không trung lâu lắm rồi vẫn không có nào hạ xuống được. Cô là kẻ nói dối. Cô đã nói sẽ ở bên cạnh anh đời đời kiếp kiếp, cho đến khi cả hai người cùng nhau già đi cơ mà. Tại sao lúc này lại có thể tàn nhẫn với anh như thế? Mẹ, mẹ! Thời gian kéo dài ra vô hạn, bên tai Trầm Dư Niên mở đi vì nghe thấy tiếng nói non nớt vang lên từ đằng sau. Trợ lý của anh đang giữ Diệp Vấn và Diệp Ngạn chặn lại, ngăn cho chúng không nhảy vào ôm lấy thi thể trên cáng. Trầm Dư Niên ngay lập tức đặt lại tấm vải kia, che mắt hai đứa trẻ. Các con nhầm rồi, đây không phải là mẹ của các con đâu. Cô ấy chỉ đang giận dỗi, trốn đi mất. Con đừng khóc, mẹ sẽ về mà. Diệp Vấn càng khóc to hơn. Bố nên nói dối, mẹ dù có giận dỗi cũng không bao giờ bỏ con lại đâu. Mẹ nói
Mẹ có thể tức giận với cả thế giới này, nhưng không bao giờ bỏ rơi hai đứa con của mình cơ mà. Cô bé giỏi làm nũng, nhưng cũng không phải đứa trẻ dễ lừa gạt. Nữa là Diệp Ngạn Trần. Cô bé nhìn chiếc càng kia, thân thể nhỏ bé đều lung lay cả lên, nhưng nhất định không khóc một tiếng, chỉ nhẹ giọng hỏi bố của mình. Bố Niên, chỉ cần chúng con ngoan thì sẽ có cơ hội nhìn thấy mẹ tỏa sáng trên bầu trời đúng không? Cậu bé nghe những người khác nói, chỉ cần là người tốt, sau khi rời khỏi thế giới này sẽ hóa thành những ngôi sao trên nền trời lấp lánh. Mà mẹ Diệp Trầm chắc chắn là người tốt. Đống từ trong mắt Trầm Dư Niên phóng lại, không tin vào tai mình. Con nói cái gì vậy? Ngạn Trần, mẹ con chỉ là... Cậu bé lắc đầu. Bố không lừa được con đâu. Mẹ đã hóa thành những ngôi sao trên bầu trời rồi. Sau này Chúng con không còn có mẹ nữa rồi. Nói xong, cả hai đứa trẻ đều òa lên khóc. Lời của đám trẻ luôn ngây thơ trong sáng, nhưng lại có khả năng khiến người ta đau đến không hít thở được. Giống như lúc này, từng từ từng chữ của chúng đều đang cố thọc vào vết đau trong tim người lớn. Trầm Dư Niên đưa tay lên khóe miệng, cảm nhận được mùi vị tanh ngọt của sát trên đầu lưỡi. Anh đẩy hai đứa trẻ ra, bên tai chỉ nghe mấy tiếng hoảng hốt. Bố, bố Niên. Tình yêu khắc cốt ghi tâm, dẫu có đẹp, nhưng đến lúc chia ly cũng sẽ mang theo tính mạng của người có tình đi mất. Dư Niên, em hơi lạnh, lấy cho em một chiếc áo được không? Trầm Dư Niên mở mắt, ngạc nhiên khi thấy Hạ Diệp Trầm đang đứng trước mặt mình. Cô đứng trước cửa sổ, nhìn anh với ý cười yếu ớt. Đúng rồi, đám người kia lừa anh, làm sao cô có thể không còn được. Hạ Diệp Trầm rất mạnh mẽ, cô sống giữa nền tuyết thiên tân 4 năm, bị vây giữa hào môn 8 năm, lại lang thang đô lạc, mang theo hai đứa trẻ suốt 5 năm. Cuộc đời khắc nghiệt như vậy còn không đánh gục được cô. Đợi anh một chút. Anh nhẹ giọng mở tủ lấy cho cô một bộ áo khoác cô thích nhất. Anh bỗng nhiên thích lào nhào, muốn nói chuyện với cô càng nhiều càng tốt. Em thật là chẳng biết quan tâm gì đến sức khỏe của bản thân cả. Mới đầu xuân ăn mặc phong phanh thế này là muốn ốm sao? Vừa nói vừa muốn khoác áo lên cho cô. Nào ngờ chiếc áo kia vừa mới chạm vào người Hạ Diệp Trầm đã xuyên qua, rơi xuống đất lạnh. Trầm Dư Niên ngây người rồi. Ánh mắt hai người đối diện nhau. Cô gượng cười. Em quên mất, người đã chết như em làm sao có thể cảm nhận mình lạnh được. Cả thân hình Trầm Dư Niên bất động, không tin vào tai mình. Em nói cái gì? Đừng nói với anh. Ngay cả em cũng muốn đùa cợt anh chứ. Hạ Diệp Trầm, trò đời này chẳng vui chút nào cả. Nếu như tất cả mọi người nói với anh cô đã mất rồi, Trầm Dư Niên có thể không tin. Vậy nếu như người nói là chính cô thì sao? Anh làm thế nào có thể phủ nhận được, trong khi những lời cô nói anh luôn tin tưởng vô điều kiện. Trầm Dư Niên thấy người trước mắt đang dần tròn rút đi, trong lòng hoảng hốt. Diệp Trầm, em đi đâu vậy? Xin lỗi, em thất hứa rồi. Sau này anh phải sống thật tốt. Anh cấm em đi đây. Hạ Diệp Trầm, em mà đi, anh sẽ lập tức quên em đi đây. Trầm Dư Niên vừa giang tay ôm lấy cô vừa đe dọa, nhưng tay anh chỉ chạm vào một mảnh không khí lạnh buốt đau nhói. Dư Niên, sống thật tốt, quên em đi cũng tốt. Sau cùng Trầm Dư Niên chỉ còn có thể nghe tiếng nói của cô văng vẳng lên bên tai mình. Người phụ nữ duy nhất dành trọn vẹn cuộc đời này để yêu anh thực sự đã rời bỏ nhân thế này, bỏ lại cả anh rồi. Giúp tôi điều tra, dù có lật cả nước này cũng phải xem kẻ đó là ai. Cô đã rời đi, anh cũng không thể để cô chết tức tưởi như vậy. Trầm Dư Niên tự dặn mình, lúc này anh chưa thể chết được. Ít nhất trước khi kéo những người hại chết cô xuống địa ngục, anh chưa thể chết được. Sự điên cuồng của Trầm Dư Niên mấy ngày nay làm cho Dung Nguyệt Thiên Lan phát sợ. Hắn ta chặn đường anh lại, chỉ có thể nói được mấy chữ. Nghỉ ngơi một chút đi, cậu cứ như thế này cô ấy cũng không sống lại được. Hạ Diệp Trầm đã hạ táng được một tuần rồi. Một buổi chiều tối, Trầm Dư Niên sẽ đến ngồi cùng cô 30 phút, sau đó lại trở về cắm đầu vào công việc.
Anh muốn dồn toàn bộ thời gian của mình vào việc gì đó để tạm thời quên đi cô. Mà cũng chẳng phải, dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng chỉ nén nỗi nhớ cô vào trong góc tối được thôi. Quên cô, chồng dĩ nhiên thấy cả đời này mình cũng không làm được. Những lời của Dung Nguyệt Tiên Lan chẳng khác nào mồi lửa, khiến cho nỗi ấy bùng lên. Tôi còn rất nhiều việc. Nếu như nghỉ ngơi, sợ là sẽ muộn mất. Không hiểu sao, Dung Nguyệt Tiên Lan thấy câu nói của anh còn có hàm ý khác. Hắn ta nắm tay Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn đến trước mặt Trầm Dân Niên. Nhớ đó, anh còn có hai đứa trẻ này. Diệp Trầm, cô ấy tin rằng anh sẽ nuôi con của mình lớn lên trưởng thành. Cả Diệp Ngạn Trần lẫn Diệp Vấn đều chưa thể vượt qua nỗi đau mất mẹ. Em gái lúc nào cũng khóc hồng cả mắt, nửa đêm nằm ác mộng liên tục gọi mẹ ơi. Mà anh trai lại càng khiến người ta đau lòng. Thân thể bé nhỏ như thế, chưa từng cong người, cũng chưa từng khóc trước mặt em gái. Nhưng Trầm Dân Niên để ý, mỗi lần mọi người đi ngủ rồi, Diệp Ngạn Trần sẽ khóc đến mức ướt đẫm cả gối. Những đứa trẻ từ nhỏ đã mạnh mẽ là bởi vì chúng được cha mẹ dạy dỗ từ nhỏ, hoặc là ngay từ khi sinh ra đã phải trải qua rất nhiều đau thương. Đứa trẻ này là kiểu thứ hai. Trầm Dân Niên nhắm mắt lại, không muốn nhìn hai đứa trẻ nữa. Chúng mang trên người dòng máu của cô, bóng dáng của cô, khiến cho anh không thể nào đối mặt. Được rồi, để tôi giải quyết chuyện này xong thì tính sau. Trầm Dư Niên vừa mới quay người bước chân ra cửa, điện thoại trong túi bỗng nhiên kêu lên. Trầm Tổng, đã tra ra ai là người đứng sau rồi. Tay Trầm Dư Niên miết chặt vào mặt sau điện thoại, giống như muốn đục một cái lỗ trên người nó. Răng bẫy thu lưới mấy ngày qua, cuối cùng anh cũng có thể tìm ra người chịu trách nhiệm cho cái chết của Hạ Diệp Trầm rồi. Nhưng kể cả có như vậy, cô cũng không có cách nào trở về được nữa. Kẻ nào? Hồng Tịnh San. Hồng Tịnh San, hình như Trầm Dư Niên đã quên cái tên này từ lâu lắm rồi. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa một căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Cửa xe mở ra, trong đêm, ánh trăng soi xuống mặt đất, rát bạc lên dáng người cô đơn của Trầm Dư Niên. Anh chậm rãi đẩy cánh cửa ngôi nhà hoang kia bước vào, trong căn nhà ẩm mốc đầy rán chuột và mạng nhện. Trầm Dư Niên, anh giết chết tôi đi. Một tiếng hét the thé vang lên. Trầm Dư Niên nhận ra mình đã quên khuôn mặt của Hồng Tịnh San từ lâu lắm. Anh không có kiên nhẫn để nhớ mặt bất cứ một người phụ nữ nào, ngoại trừ Hạ Diệp Trầm. Không vội. Không phải là cô vẫn mong được gặp tôi sao? Trầm Dư Niên chậm rãi nhả ra mấy chữ. Hồng Tịnh San bị trói trên ghế, sợ hãi co rụt thân mình lại. Cô ta chứng kiến Trầm Dư Niên phát điên nhiều lần. Mỗi lần như thế, anh đều khiến cho kẻ thù của mình giờ sống giờ chết. Nhưng lại chưa từng thấy Trầm Dư Niên của ngày hôm nay. Ánh mắt trống rỗng, giống như linh hồn đang chết rồi. Thực sự không biết với trạng thái này, Trầm Dư Niên có thể làm ra những gì để hành hạ cô ta nữa. Hồng Tịnh San bắt đầu hối hận. Cô ta run giọng. Trầm Tổng, xin anh cho tôi được chết toàn tay đi. Tôi bị ma xui quỷ khiến mới làm ra những trò như vậy. Tôi thực sự hối hận rồi mà. Hối hận? Trầm Dư Niên vô thức lặp lại. Tôi thực sự hối hận rồi. Mấy ngày qua tôi ăn chay niệm Phật, mong có thể cầu cho cô ấy siêu thoát. Trầm Tổng, tôi thực sự chỉ bị thù hận làm cho mở mắt. Tôi không dám mong anh tha tôi. Chỉ xin cho tôi được chết toàn thây mà thôi. Ánh mắt của Trầm Dư Niên dừng lại trên khuôn mặt méo mó lại vì sợ hãi của Hồng Tịnh San. Anh cũng có thể tưởng tượng lúc ấy Hạ Diệp Trầm đau đớn như thế nào, sợ hãi như thế nào. Lửa nhấn chìm lấy thân thể cô, lửa cướp đi toàn bộ hy vọng của cô, mà người yêu cô nhất lại không có ở bên cạnh. Diệp Trầm, lúc ấy em có gọi tên anh không? Nếu như bây giờ anh cũng hành hạ của ta như vậy, em có vui vẻ không? Trầm Dư Niên vừa nghĩ vừa phá lên cười. Tiếng cười của anh rất lạnh, khiến từng thớ thịt của Hồng Tịnh San trở nên cứng đờ. Cô ta trơ mắt nhìn Trầm Dư Niên cầm một chiếc can lên, mở nắp. Mùi xăng lan tỏa trong không khí. Cô ta cũng nhớ rằng mình đã dùng thứ chất lỏng này để giết chết Hạ Diệp Trầm. Xin anh, tôi... Cô ta chẳng thể nói hết câu. Trầm Dư Niên đã đổ toàn bộ xăng lên người cô ta.
từ đầu đến chân đều bị tẩm ướt bởi mùi xăng ngán ngấy. Hồng Tịnh San không kiểm soát được mình, tiểu thành một bãi vàng dưới chân. Mùi xăng, mùi nước tiểu hòa vào nhau trong không gian ẩm mốc. Trầm Dư Niên ngồi thấy cũng chẳng nháy mắt lấy một cái. Hồng Tịnh San tuyệt vọng bao trùm, cố gắng hét lên: Trầm Dư Niên, anh đã đang sát người. Mà kệ cô ta nói, chiếc bật lửa trong tay anh bật lên, ngọn lửa nhỏ nhảy nhót trong ánh mắt u tối của anh. Không cần phải lo sợ, tôi sẽ tiễn cô đi gặp cô ấy trước, sau đó tiếp tục xuống đó giày vò cô.